ngược dòng ngoạn mục thắng Thái Lan, đội Việt Nam vô địch bóng chuyền châu Á. Đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới tên gọi Sports Center 1 giành chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023. Câu lạc bộ Sports Center 1 với lực lượng là đội tuyển Việt Nam vô địch giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023. Trong trận chung kết, các vận động viên Việt Nam đánh bại câu lạc bộ Diamond Foot Thái Lan dù thua hai ván đầu tiên. Diamond Foot là đối thủ mạnh với thành phần chủ chốt là các tuyển thủ ngôi sao của bóng chuyền Thái Lan. Bên cạnh đó, huyền thoại bóng chuyền Thái Lan Nosara Tongkong ở tuổi 37 vẫn thể hiện được đẳng cấp cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Diamond Foot dễ dàng triển khai lối chơi tấn công một cách hiệu quả và có được thế trận áp đảo. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dù có những sự thay đổi về chiến thuật, song đội nữ Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại 21-25 trong set đấu đầu tiên. Ở bàn thứ hai, đội chủ nhà tung kim thoa vào sân thay Lâm Oanh nhằm hỗ trợ cho Thanh Thúy và giúp chủ công này phát huy tối đa khả năng ghi điểm. Dù vậy, trước sự hưng phấn và thi đấu tập trung, đại diện đến từ Thái Lan vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội, nhanh chóng kết thúc set 2 với tỷ số cách biệt 25-17. Thua 0-2 trước đối thủ mạnh, cơ hội lật ngược tình thế của đội Việt Nam không được đánh giá cao. Tuy nhiên, ở tình cảnh khó khăn, đội chủ nhà cho thấy quyết tâm cao và tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Bước ngoặt xảy đến ở set 3 khi đội tuyển nữ Việt Nam sốc lại tinh thần với quyết tâm cao độ. Việc cải thiện khả năng chắn bóng giúp các học trò của huấn luyện viên Tuấn Kiệt thi đấu ngang sức với Diamond Foot. Những pha ghi điểm của ấn tượng Thanh Thúy ở cuối set 3 Việt Nam lật ngược thế cờ với chiến thắng 25-20. Tiếp đà hưng phấn, các cô gái Việt Nam bước vào set 4 với màn trình diễn ấn tượng. Thanh Thúy và các đồng đội liên tục ghi điểm và vươn lên dẫn trước về điểm số. Dù vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu tự tin để đánh bại Diamond Foot với tỷ số 25-22 và kéo trận đấu vào set 5. Trong ván quyết định, các vận động viên Việt Nam tiếp đà hưng phấn và chơi với nỗ lực đáng khen. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Lan cho thấy sự xuống sức rõ rệt khi hàng chắn hoạt động thiếu hiệu quả. Tận dụng điểm yếu này, tuyển nữ Việt Nam có những miếng đánh hay, trong đó có nhiều pha phối hợp đập chồng để nhanh chóng kết thúc ván đấu với tỷ số 15-10. Chung cuộc, đội Việt Nam Sports Center 1 lội ngược dòng thành công trước Diamond Foot với tỷ số 3-2. Qua đó lên ngôi vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023. Kết quả trên cũng giúp các vận động viên Việt Nam giành quyền tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIVB World Club 2023. Diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm 2023.